anh đầu bếp ra tới rồi. Hôm nay chắc là có em với chị cho nên là đầu bếp biểu diễn ở đây chứ bình thường mình ăn thì đâu có đâu, phải không chị? How are you today? Good, thank you. What is this that you're This is a mango ravioli. And you can see here, we slice the mango really thin in the slice machine, and then we put some mango with glue inside. Mm-hmm. And close. We use the mango because that is so nice. Uh-huh. And we know the Vietnamese customers love salmon, and then we made a meat. And we put some kimchi mayo. Nè, ngay trong đó là xoài đúng không? Xoài ravioli. Ravioli theo kiểu độ ý ấy. Ta xoài vào thì sẽ có cái vị vừa ngọt vừa mặn, cả cá hồi ở trong luôn. Nên đây có vẻ là giống như cái món kết hợp giữa phương Tây và phương Đông một tí, vì là thế nào ravioli là món của Ý nè. Nhưng mà những cái phụ tùng ở đây như là seaweed, rồi rong biển khô, rồi rong biển nho, rồi các thứ này thì nó có vẻ nó hơi châu Á. Very nice. Thank you very much. Thank you. Cảm ơn chị. Ravioli cá hồi Na Uy rất là lạ. Lần đầu tiên chị ăn cái món lạ món này á. Rất là lạ miệng chị. Vừa chua vừa ngọt. Mùi rong biển và nó thơm. Em thấy ăn không có bị ngấy mà mình ăn mình thấy thích. Món chính của mình ngày hôm nay là cũng là một món đặc biệt của quán. Đây là cái sốt thịt bò, là cái sốt rưới ở trên nè. Còn ở phần dưới là gì chị hả? Dưới là cơm risotto, là một loại cơm của Ý. Dạ. Gan ngỗng nè, và làm cùng với lại nấm. Ở trên tí rất là dễ thương. Mọi người dù là vất vả nhưng mà lần nào cũng lên cân quá trời luôn. Đúng rồi chị. Bên cạnh đó chị nghĩ rằng là cái việc mình thức đêm dậy sớm nó cũng ảnh hưởng về cái tiêu hóa, cho nên là mình cũng sẽ dễ lên cân. Nhưng mà nhiều lúc cũng nghĩ lại là thôi, mình cứ phải tận hưởng đi, ăn ngon trước đã rồi ngày mai mình tính đến việc tập sau. Dạ em cũng nghĩ vậy, tại vì em hạn chế cơm nhưng mà những cái món mà em thèm em vẫn phải ăn. Tại vì em nghe nói là stress nó có thể là mình tăng cân, và khi thèm nó cũng là một cái stress. Này vậy hả? Stress luôn đó hả? Mình thèm một cái món gì đó thì là cơ chế của mình nó sẽ làm cho mình phát ra một cái ý nghĩ mà làm cho mình phải lo lắng rồi suy nghĩ tới, cho nên là thèm gì là em ăn cái đó thôi. Mà sao chị thấy lần nào chị thèm gì ăn cái đó là chị hay lên cân lắm? Em có nghe mọi người nói là ăn đêm sẽ rất là mập, nhưng thật sự khi mà em tập rồi á thì có nhiều bạn chuyên về dinh dưỡng á thì nói là không phải là ăn đêm mà mình mập, quan trọng là cả ngày đó mình nạp bao nhiêu calo vào trong cơ thể mình thôi. Chứ không phải là do ăn đêm mà mập đâu. Buổi tối nên ăn khoảng tầm nửa chén cơm để mình có một chút gì đó tinh bột vô thì nó sẽ ngủ ngon hơn. Và em đã chứng thực được điều đó. Nên là em quan trọng là mình có chịu đi tập để cho cơ thể mình khỏe hơn và nó giảm bớt cái calo không rồi. View ở đây rất là đẹp rồi, chắc là mình sẽ chuyển sang một cái bàn nào đó đi. Ngồi uống nước cho chị một tí ha. Dạ vâng ạ. Lúc trước có một cái anh tán tỉnh em, xong rồi nhắn tin hỏi vài câu. Sau đó anh hỏi là ủa rồi con em để cho bà ngoại nuôi hay sao? Ủa rồi con em để cho bà ngoại nuôi hay sao? Mà em đi chơi hoài vậy. Thế là em ấy, trời ơi em bực mình dễ sợ luôn em đó. Nè, em nhắc lại cho anh nhớ một lần nữa là em độc thân và em chưa có con, em chưa có chồng gì hết. Cho nên là tại sao anh tìm hiểu em ạ? Anh không tinh tế vậy. Vừa rồi em quay một cái talk show thì là bạn biên tập, em nghĩ là chắc nhiều việc quá lại không có tìm hiểu nhiều. Thế là làm nguyên một cái bản talk show là chị nghĩ thế nào về cái hoàn cảnh làm mẹ đơn thân của chị chia sẻ cho em cái việc trải nghiệm. Trời ơi trời, em tá quả luôn. Thế là em phải kêu bạn đổi kịch bản ngay. Nhưng mà ngay cả báo chí viết những cái thông tin đó xong rồi lại đưa nguyên cái mặt của em lên vô cái thông tin đó luôn. Và vừa rồi em cũng rất là vất vả khi mà cứ lên gỡ những cái thông tin đó từ trên các trang mạng xã hội, các clip.